Rồi xin chào tất cả mọi người. Thì với cái mô hình nuôi ốc bươu đen được phát triển rất là mạnh trong khoảng 1-2 năm trở lại đây. Thì bên cạnh đó thì cái trang trại ốc giống thì cũng mọc lên khá nhiều. Vì sao thì mọi người đến với trang trại, chọn trang trại bên mình mà không phải là những trang trại khác. Rồi thì hôm nay mình sẽ gặp trực tiếp mà chủ trang trại bên mình để được ảnh chia sẻ xem coi là ở cái trang trại này nó có những cái ưu đãi và những cái chính sách gì để có thể đáp ứng cho chúng ta mà chúng ta phải đến đây để chúng ta bắt giống. Rồi xin chào anh Chào Hải. ơi. Thì khi đến với trang trại của mình thì có những cái chính sách và những cái ưu đãi gì anh Hải có thể cho mọi người biết không ạ? Thì đến trang trại của mình thì có rất nhiều cái chính sách ưu đãi như là hướng dẫn làm cái bể bạc và cách xử lý ao, xử lý nước khi và chọn con giống. Thì bên cạnh đó bên mình có hỗ trợ để sử thuốc để sử dụng xử lý cho con ốc trong 1 tháng đầu tiên. Đó thì hiện tại là mọi người có những người mà có nhu cầu về vấn đề về nuôi ốc á, thì mọi người rất là lo ngại về các vấn đề đầu ra, thì như trại bên mình thì sẽ xử lý như thế nào về vấn đề đầu ra anh Hải? Thì cái đầu ra thì bên trang trại của mình á cũng cung cấp số lượng lớn cho những cái thành phố như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nên mình nếu mọi người đến cái trang trại của mình bắt ốc giống thì mình sẽ ưu tiên và bao tiêu cái đầu ra cho mọi người, nên mọi người yên tâm. Đó, rồi thì mà nếu mà em có nhu cầu muốn lấy giống bên mình đó, nhưng mà em ở tỉnh xa thì anh có vận chuyển đến nhà luôn được không anh Hải? Được chưa? Thì cũng như cái ở khu vực ở phía Nam mình thì nếu mà mọi người có lấy cái số lượng hợp lý thì mình sẽ giao tận nhà cho mọi người và xử lý nước và thả con giống cho mọi người. Và anh sẽ giao lên hết tới tới nhà luôn đúng Đúng rồi, giao tới nhà luôn. là tại nhà thả giống và xử lý nước. Rồi thì khi mà bắt ốc á, thì nó sẽ bị khi ta thả ốc giống á, thì theo mình theo em biết á, thì nó sẽ bị hao hụt. Thì cái vấn đề mà xử lý trừ hao hụt cho con giống thì bên trại mình sẽ trừ hao như thế nào anh Hai? Cái trừ hao hụt cho con giống á thì bên trang trại của mình trừ hao hụt từ 10 tới 30% tùy theo cái khoảng cách của từ nhà mọi người tới trang trại của mình và cái môi trường, như cái xử lý như cái môi trường nước của mọi người và cái số lượng, tùy theo cái số lượng của mọi người đang đặt của bên trang trại của mình bao nhiêu mình sẽ trừ hao hụt cho hợp lý cho mọi người. Thì cái con giống bên mình rất là đều và chất lượng. Cái Cái chất lượng là như thế nào anh Hai? chất lượng là cũng như là nó rất là đều, tại vì nó nở ra ngày nào mình cũng xúc vô, mình cũng xúc đem vô nhốt lại, nhốt dưỡng lại cho khách á, là trong cái mùng nó nhỏ vậy à, nên nó đều lắm. Có nghĩa là mỗi ngày anh sẽ nó nở ra thì anh sẽ hớt anh đưa ra một cái mùng riêng như thế này ha, Đúng rồi, là một ngày là anh hớt ra một mùng vậy đó ngày nào cũng hớt ra mùng nhỏ 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 vậy nè, anh dưỡng lại ha. cho khách. Một mùng vậy là nó khoảng bao nhiêu con anh Hải? Mùng này khoảng chừng 30.000 á, 30.000 con. Một ngày là anh phải hớt ra để dưỡng như là 30-40 ngàn ha. Dạ. Ốc này Khi bắt con giống bên trang trại của mình thì mình hỗ trợ kỹ thuật từ lúc chọn bắt con giống tới thu hoạch. Thì trong quá trình nuôi có vấn đề gì thì cứ liên hệ trực tiếp với mình sẽ giải đáp, mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho mọi người. Thì tóm lại, bên trang trại của mình đến tới trang trại của mình thì mình sẽ tư vấn kỹ thuật làm bể, xử lý ao và xử lý nước, chọn con giống thì trừ hao hụt từ 10 tới 30%, và bên cạnh đó là cho thuốc, kèm theo cho thuốc cho mọi người xử lý trong 1 tháng đầu tiên, và bao nếu mọi người trong quá trình mọi người nuôi có vấn đề gì
thì cứ liên hệ trực tiếp bên cho mình. Khi ốc thành phẩm lên thì bên mình sẽ thu mua lại. Thì bên cạnh đó, trong quá trình nuôi thì con ốc có vấn đề gì thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại 0917 700 833, mình sẽ tư vấn và chia sẻ cho mọi người.